Thưa quý vị, dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa, gọi tắt là SDGs, trong khuôn khổ chương trình phổ cập, kiểm chứng, thương mại hóa dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tsubame Sanzo và thương hiệu Tsubame Sanzo tại Việt Nam, gọi tắt là dự án Sanzo, được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ gần 2 triệu đô la Mỹ để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại là 1,7 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là hơn 200.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 4 tỷ 600 triệu đồng. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, dự án Sanzo hướng đến mục tiêu xây dựng, quảng bá những sản phẩm thương hiệu chung giữa Tsubame Sanzo và Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời cũng thông qua đó giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu học hỏi được nhiều kinh nghiệm phát triển từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Dự án này là sự kết hợp các công ty của thành phố Sanzo kết hợp với công ty vừa và nhỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để cùng nhau sản xuất thử nghiệm sản phẩm. Có 5 doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hội đủ các tiêu chuẩn tham gia dự án Sanzo. Các doanh nghiệp này đã tham gia 17 buổi hội thảo do Sở Công Thương và Đối tác Nhật Bản tổ chức, giúp doanh nghiệp nắm bắt các nguyên tắc giao dịch với doanh nghiệp Nhật Bản, các kỹ thuật xử lý sản phẩm cơ khí, gia công kim loại chất lượng cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được tư vấn tổ chức quản lý nguồn nhân lực, an toàn vệ sinh lao động, những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Khi gia công sản phẩm phải hoàn thành linh kiện theo đúng bản vẽ thiết kế, và khi các thông số được đo đạt một cách chính xác, được thẩm định một cách chính xác, thì sẽ cho ra một cái chất lượng đẹp. Chúng tôi rất là tin tưởng các cái sản phẩm trong cái dự án kết hợp hoàn toàn có thể áp ứng được thị trường dưới cái sự dẫn dắt và hướng dẫn của họ. Đối với sản phẩm mà gel hoặc các cái dụng cụ làm đẹp đối với Việt Nam nó không mới. Nhưng thực tế thì chúng tôi cũng kỳ vọng là về cái kỹ thuật của bên Nhật nó sẽ cao hơn Việt Nam hiện có và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp thu cái phần kỹ thuật đó. Quá trình triển khai dự án Sanzo tại Bà Rịa Vũng Tàu, các doanh nghiệp Nhật Bản đã tiến hành quan trắc môi trường tại 5 doanh nghiệp mẫu, qua đó hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm tiêu chí xanh trong quá trình sản xuất. Chuyên gia của Nhật đến lấy mẫu và kiểm định cả cái không khí môi trường thì tôi thấy có hiệu lực cho tốt cho bên công ty chúng tôi. Cụ thể là trong cái khu vực làm việc của mình nhá, sau khi làm xong nó phải là hụt bụi vệ sinh rồi lau chùi các cái sản phẩm mình sản xuất xuất ra để mình đạt các cái thành phẩm tốt để phục vụ cho khách hàng. Trong khuôn khổ dự án Sanzo, tổ chức JICA và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa vào hoạt động phòng trưng bày thiết bị sản phẩm dự án Tsubame Sanzo Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 10 năm 2022. Đây còn là địa chỉ đào tạo sản xuất thử nghiệm sản phẩm có chất lượng cao của Tsubame Sanzo. Sau 4 năm triển khai, dự án Sanzo Nhật Bản đã hoàn thành toàn bộ 4 nội dung đặt ra. Từ nay đến tháng 3 năm 2024, các thành viên tham gia dự án sẽ tiến hành tổng hợp, đánh giá và tổng kết dự án.